Phật dạy, này Khánh Hỷ, ý ông thế nào nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến bát nhã? Thì sự tu như vậy được gọi là bố thí vân vân ba la mật đa không? Khánh Hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không được. Cần phải do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến bát nhã. Thì sự tu như vậy mới được gọi là bố thí vân vân ba la mật đa. Phật dạy, này Khánh Hỷ, ý ông thế nào nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu căn lành thì căn lành như vậy có được hoàn toàn không? Khánh Hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không được. Cần phải do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu căn lành thì căn lành như vậy mới được hoàn toàn. Phật dạy, này Khánh Hỷ, ý ông thế nào nếu lìa bát nhã ba la mật đa thì có thể hồi hướng trí nhất thiết trí một cách chân chánh không? Khánh Hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không được. Cần phải có bát nhã ba la mật đa mới hồi hướng trí nhất thiết trí một cách chân chánh được. Phật dạy, này Khánh Hỷ, ý ông thế nào oai thần công đức bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể nghĩ bàn không? Khánh Hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thể có. Oai thần công đức bát nhã ba la mật đa sâu xa không thể nghĩ bàn, các căn lành khác đều không thể sánh kịp. Phật dạy, này Khánh Hỷ, do nhân duyên này ta nói bát nhã ba la mật đa có thể cùng với năm ba la mật đa trước và các công đức khác làm tôn chỉ dẫn đầu, có thể làm cho năm ba la mật đa trước và các công đức khác được hoàn toàn viên mãn, nên ta khen ngợi. Nếu khen bát nhã ba la mật đa thì cũng khen năm ba la mật đa trước và các công đức khác. Bấy giờ Khánh Hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các công đức khác? Phật dạy, này Khánh Hỷ, đem không hai làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các công đức khác. Cổ thọ Khánh Hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, đem không hai nào làm phương tiện, vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các công đức khác. Phật dạy, này Khánh Hỷ, đem sắc cho đến thức không hai làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các công đức khác. Vì pháp sắc vân vân tánh đều không, tánh không sắc vân vân cùng bố thí đều không hai, Khánh Hỷ nên biết do bát nhã ba la mật đa sâu xa mới có thể hồi hướng trí nhất thiết trí, do hồi hướng trí nhất thiết trí nên bố thí vân vân được vô biên công đức hoàn toàn viên mãn. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa cùng bố thí vân vân tất cả các công đức làm tôn chỉ dẫn đầu. Khánh Hỷ nên biết ví như khoảng đất trống, đem hạt giống rải trong đó, nhờ các duyên hòa hợp được sanh trưởng, nên biết khoảng đất trống là chỗ nương dựa có thể làm cho hạt giống được sanh trưởng. Như vậy bát nhã ba la mật đa và sự hồi hướng trí nhất thiết trí làm chỗ nương dựa có thể làm cho bố thí vân vân tất cả các công đức được sanh trưởng, nên nói bát nhã ba la mật đa và bố thí vân vân tất cả công đức là tôn chỉ dẫn đầu. Vì vậy, ta khen ngợi nhiều về bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng phải các công đức khác, nếu khen ngợi bát nhã, tức là khen ngợi các pháp. Hết quyển thứ 540.